Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài mà tiếng Việt gọi là bệnh zona hay là bệnh dời ăn. Thì các bạn có nghe rõ được ha? Bây giờ chúng ta bắt đầu cái bệnh sử nha. A 59-year-old woman presents to her physician with a prominent scatter erythematous baboons. Để tôi sửa lại cái máy của tôi nó lớn quá. Ok. Thì cái này là chúng ta có cái chữ là baboon. Baboon, nó là về da liễu phải không? Nó là một cái đốm trên da mà nó nổi lên, thường thường ta nói là nổi lên phải tối thiểu gì cũng phải nửa ly thì chúng ta gọi là papule. Nếu mà nó không có nổi lên thì chúng ta gọi là macule. Cái này là papule hay là papule. Còn cái kia là macule. Nếu mà có xem chữ y á là số nhiều, phải không? Còn nếu mà không có chữ y á là số ít. Thì cái này là cái papule về mặt chẩn đoán về da liễu thì nó là một cái đốm mà nó nổi sần lên trên mặt da. Erythematous thì cái có chữ erythem ha, nó là đỏ phải không? Mình thấy giống như là hồng cầu là electrolyte ha, thì eri có nghĩa là đỏ, mà nó vừa đỏ và nó lại vừa có phù nữa, cái nghĩa của nó là gì? Scatter có nghĩa là nó rải rác, nhưng mà nó rải rác prominent là rất là rõ ràng ha, prominent thấy liền. Thì một cái papule mà nó vừa đỏ vừa phù nề mà nó rải rác mà thấy rất rõ, nhưng mà nó chỉ ở cái phía right side, cái phía phải của trán mà thôi. Do đó cái đó là một cái đặc điểm của cái bệnh này phải không? Cái bệnh này là nó tập trung, một phần bệnh chúng ta sẽ giải thích thêm, nhưng mà mấy em chắc cũng biết rồi, đó là một cái đặc điểm của bệnh zona, bệnh dời ăn. Chúng ta nói theo tiếng Việt. She says she has had a burning pain and general hypersensitivity in that area for the past 2 days. Thì bà ta nói rằng bà ta có một cái đau mà burning, đây là nó thấy nó để trong hai cái ngoặc kép á, nó là cái điển hình của cái bệnh zona. Đau mà đau như là phỏng, đau như phỏng, đó là chính xác là cái đau đó. And general hypersensitivity. Cái chữ này thì nó hơi, mình sẽ thấy là trong y văn á, là nó, mình phải phân biệt, nó có hai cái nghĩa ở đây. Cái nghĩa đầu tiên mà hiện nghĩa cơ bản nhất á, mà trong cái văn viết á, thì hypersensitivity có nghĩa là cái phản ứng nhạy á. Thường thường là trong cái phản ứng miễn dịch, chẳng hạn như em có cái sốc phản vệ, hay là một cái mình ăn vào nó có một cái phản ứng mà nó quá mẫn á. Đúng rồi, cái chữ đó là đúng rồi. Hypersensitivity là quá mẫn, nó phản ứng quá sức thì gọi là hypersensitivity. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, thì nếu mà nói là văn nói á, thì có nghĩa là nó đau quá mức. Cái nghĩa sensitivity này không phải là một phản ứng miễn dịch nữa, mà nó là một cái cảm giác đau. Trong trường hợp này thì cái nghĩa thứ hai của nó là nó đau, mà nó đau quá sức, quá cái mức mà mình mong đợi thì là hypersensitivity. In that area, đau như thế, đau rất là dữ trong cái vùng đó.
for the past 2 days, trong 2 ngày qua. On review of system. Cái chữ này là trong bình án không? Review of system. Trong bình án thì mình sẽ nói là IOS. Xin lỗi. Review system. She denies headaches. Bà ta không có đau đầu không? Nhức đầu không? Mental status change. Không có thay đổi về cái tình trạng tâm thần. Or recent infection. Hay là có một cái nhiễm trùng nào gần đây hết. Nghĩa là không có những cái dấu đó. Neurological examination indicates that her pain is located to the right supraorbital area. Thì cái khám nghiệm về thần kinh cho thấy là cái đau này nó nằm ha, nó khu trú ha, ở cái vị trí là cái vùng hốc mắt trên không ở bên phải. Thì như thế đó là một cái bệnh án tóm tắt điển hình cho cái bệnh zona này. Thì như vậy là cái phần đầu nó là những cái chief complaint, tức là cái bệnh nhân đó họ than phiền cái gì đó. Rồi cái phần thứ hai là nó về khám nghiệm, về khám lâm sàng phải không? Đó là nói chung là nó cũng đơn giản về ngữ pháp. Chúng ta thấy là cũng không có gì rắc rối ở đây cả. Rồi chúng ta đi qua cái phần thứ hai nhé. Bây giờ cái này đi một chút xíu. Ok. What infectious agent may be responsible for this woman's pain? Cái nguyên tác nhân nào về nhiễm trùng mà chịu trách nhiệm ha, be responsible là trách nhiệm trong trường hợp đau này. This woman is suffering from herpes zoster. Chữ này tại vì lúc hồi tôi mới qua cũng vậy ha, tại vì mình ở Việt Nam thì mình đọc là herpes. Herpes đó là cái phát âm của người Pháp, trong khi cái Mỹ thì nó phát âm là herpes. Herpes. Đây tôi có để cái phiên âm cho mấy em để nhớ. Herpes zoster. Thì tiếng Việt mình gọi là bệnh rời ăn hoặc là bệnh zona. Thì tiếng Anh nó gọi cái bệnh này là herpes zoster. Để phân biệt với lại cái một cái bệnh khác là herpes simplex. Thì cái herpes zoster này là cái bệnh mà chúng ta sẽ bàn tới đây. Còn cái herpes simplex thì mấy em cũng biết rồi, đó là những cái bệnh, những cái mục nhọt, những cái mụn mà nó nổi trên, thường là trên môi ha, là trên miệng của mình, đó là cái là herpes simplex, hay là trong cái bộ phận sinh dục nếu như chúng ta biết, thì cái này gọi là herpes zoster, còn cái kia gọi là herpes simplex. Về mặt lâm sàng thì nó những cái đốm này á, nó giống nhau ha. Chúng ta một hồi chúng ta sẽ xem mấy cái hình, nhưng mà về mặt vị trí thì nó khác nhau ha. Cái đó là một cái điểm phân biệt tương đối là chính nhất để mà chúng ta phân biệt hai cái này. Thì đó là herpes zoster là tên bệnh trong y văn, chứ ở ngoài không bao giờ nó gọi là herpes zoster. Nó có thể gọi là herpes nhưng mà nó không có gọi là zoster như vậy, mà nó gọi là shingles. Đây là cái tiếng thông thường nhất mà trên lâm sàng người ta gọi shingles. Nó cũng như thế. Thì cái herpes zoster hay là shingles như là một bệnh cả. A late complication of prior infection with varicella zoster virus.
nó là một cái biến chứng trễ, phải không, của một cái nhiễm trùng trước đây, do cái con virus, là con virus varicella zoster. Thì mấy em sẽ thấy là cái con virus này nó có hai tên, phải không? Cái tên thứ nhất là varicella và cái tên thứ hai là zoster. Cái này nó cũng có cái ý nghĩa của nó, tức là cùng một con virus này, nó tại vì nó đặt hai tên, là đầu tiên á ở trẻ em á thì nó gây ra cái bệnh varicella, và ở người lớn á thì nó gây ra cái bệnh zoster. Cùng một con varicella tức là chicken pox, nó là bệnh thủy đậu. Mà cái con virus này nó là thuộc về cái nhóm herpes viruses. Giờ nãy chúng ta nói rồi đó, trong cái nhóm herpes này nó có nhiều, giống như cái họ ha, herpes này nó có nhiều loại virus, thì trong đó là có cái varicella zoster và trong đó có cái con herpes simplex trong đó luôn. Đây, bây giờ trước khi chúng ta vào mấy cái bài đó thì tôi đeo lấy một cái mấy cái hình để mấy em thấy. Mà chắc chắn rồi, cái người nào mà thấy cái bệnh này một lần thôi, chỉ một lần thôi là nhớ hoài ha. Cái hình thứ nhất thì mấy em thấy là cái bệnh này là nó đương phát triển ít, phải không? Do đó chúng ta thấy chỉ có một số đốm ở trên mặt da mà thôi. Cái hình thứ hai này là cái bệnh là đã phát triển khá lâu rồi và có thể nó bắt đầu đã đóng mày rồi. Cũng trên mặt da, và chúng ta để ý là nó đi theo cái dermatome ha, nó đi theo cái đường thần kinh, nó đi theo cái vùng da, cái này cũng vậy, đúng không? Do nó ra đặc điểm, nó là một là nó khu trú theo một cái vùng ha, mà vùng đó là cái vùng dermatome, tức là cái vùng mà chúng ta học về cơ thể học, và nó đặc điểm thứ hai nữa là nó ở một bên thôi. Có thể có hai bên, nhưng mà hai bên có thể nó phải cái dùng khác nhau, nhưng mà nói chung á là nó ở một bên. Ví dụ đây cái hình thứ tư là mấy em sẽ thấy là nó ở cái cánh tay, hiểu không? Nó cũng theo cái dermatome của cái cánh tay ha. Và nếu chúng ta nhìn kỹ thêm nữa thì chúng ta sẽ thấy đây là nó là papule, nhưng mà trên cái papule nó nổi lên những cái hạt nhỏ nhỏ, thì cái hạt nhỏ nhỏ đó chúng ta gọi là blisters, đúng không? Thì những cái hạt đó chúng ta là những cái mụn nước nhỏ đó chúng ta gọi là blister, mà cái mụn nước lớn chúng ta gọi là blisters. Trong y văn, trong cái tiếng Anh y khoa thì đúng ra cái mụn mà nhỏ đó chúng ta gọi là vesicle, đúng không? Vesicle. Biết viết kiểu này có trúng hay không, tôi phải check lại ha. Vesicle. Nhưng mà cái mụn lớn á, cái mụn lớn á chúng ta là bulle. Đó là nói về y văn thôi. Cái lớn, cái nhỏ thì gọi là vesicle, mà cái lớn gọi là bulle. Nhưng mà thông thường trên nói chuyện thông thường trên trong bệnh viện mà thông thường á chúng ta cứ gọi là blisters ha, đó là dễ nhất. Thì tiếp tục cái bài học của mình là cái trang này tôi để thêm cái hình ha, cái trong bài học không có nhưng mình để thêm để mình nhớ. Which nerve relays the painful sensation in this patient? Thì trong cái này chỉ có chữ relays thôi ha, là cái chữ chúng ta để ý. Relays có nghĩa là gì? Relays có nghĩa là nó chỉ là cái trung gian thôi. Thì giờ trung gian thì chúng ta gọi là relays. Giống như là chạy tiếp sức, cái người này chạy, mới chạy tới đâu đó thì người kia đang chờ, hãy đụng cái tay, đúng cái tay thì người khác chờ. Tức là nó truyền đi thông qua một cái trung gian nào đó thì chúng ta, cái chữ nó là relay. Sensory information from the face is relayed by the trigeminal nerve.
Thì mấy em, tất cả mọi người đều hiểu rồi, cái trigeminal nerve này nó là thần kinh tam thoa, hồi xưa gọi là như vậy, bây giờ là gọi là thần kinh dây thần kinh chia ba hay là gì vân vân ha. Tức là chữ tri có nghĩa là ba, và geminal là phát sinh ha, cái mầm, tức là cái thần kinh này nó chẻ ra làm ba. Hồi xưa tôi học nó là tam thoa nhưng mà gọi là trigeminal nerve, tức là thần kinh số 5, phải không? Dây thần kinh số 5 của mình. Thì by the trigeminal nerve to the ventral posterior lateral nucleus of the thalamus. Cái này cũng rắc rối ha, cũng không cần nhớ nhớ lắm, nhưng mà nó là cái truyền nha, truyền tới cái dây thần kinh dạ tam thoa này đến cái nhân của thalamus, mà cái nhân này nó nằm ở vùng bụng mà phía sau và phía bên, rắc rối như vậy. Thì chúng ta cũng biết là trong não chúng mình thì có nhiều nhân ha, thì mỗi nhân nó có cái định vị khác nhau, thì thấy rắc rối vậy, nhưng mà rất chính xác phải không? Cái nhân đó nó nằm cái vùng bụng mà phía sau mà phía bên nha, của cái thalamus. The trigeminal nerve, as the name suggests, thì có three main branches, V1, V2 and V3. Tức là cái gì, nó là tam thoa, nó là ba nhánh, thì nó có phải có ba nhánh, đó là nhánh thứ nhất, nhánh thứ nhì và nhánh thứ ba. Thì đây có, mình thấy đây cái hình đây cho nó dễ nhớ. Thì nhánh thứ nhất gọi là ophthalmic branch, tức là cái nhánh mắt, phải không? Ophthalmic. Nhánh thứ nhì là maxillary branch, là nhánh hàm trên, và nhánh thứ ba là mandibular branch, là nhánh hàm dưới. Thì cái này chúng tôi sẽ đi rất, rất nhanh, tại cái này là cơ bản mấy em biết hết rồi. The V1 sensory branch cover most of the forehead, cái trên trán, supraorbital, tức là cái vùng hố mắt mà phía trên, đúng không? Và cái vùng nasal bridge tức là cái vùng mà cắn mũi, đó là cái dây thứ nhất. Cái nhánh thứ hai nó là gọi là maxillary branch, là nhánh hàm trên, thì nó phụ trách cái vùng hàm trên, cái xương hàm trên thì dễ hiểu quá rồi ha, cũng như là cái alar area of the nose. Tức là alar area là gì, là cái vùng này nè, mấy cái đỏ đỏ nè, cái chỗ này nè, tức là cái hồi nãy là cánh mũi ở giữa, còn này là cái hai bên mũi của mình đó, là cái bridge đó, như dịch cánh mũi sẽ chắc không trúng, alar có là cánh mũi có thể trúng hơn, còn bridge là cái chỗ sống mũi, xin lỗi, tiếng Việt của tôi cũng hơi tệ chỗ đó. Một đằng là bridge, chắc là sống mũi thì trúng, L là cánh mũi, trúng không? V3, xin lỗi, chưa hết. V2 comes out at the infraorbital foramen. Cái nhánh mà thứ hai của cái thần kinh ba nhánh này thì nó đi ra từ cái sọ đó, đi ra từ cái lỗ, cái lỗ mà hốc mắt dưới, ha, đây là dịch về cơ thể học. Hai view này xin lỗi là tôi cũng chưa có rõ nó là cái gì ha. Ở chỗ này view có nghĩa là nó làm ra ha, nhưng mà hai view thì chưa, tôi không hiểu lắm. Các em nào mà có rành hay chuyên môn về tiếng Anh thì có thể giúp tôi cái này, tôi chưa hiểu hai view nó là gì. V3 covers the mandibular portion of the face, and so it's its name. Nó phụ trách cái vùng hàm dưới nha, do đó cái tên nó là vậy. Thì chúng ta thấy là không cần đọc cái này, mình chỉ nhìn cái hình, mình nhớ cái hình thì mình biết là cái dermatome,
của dây thần kinh số 5 mà phụ trách cái vùng mặt thì nó như thế. Tiếp. What are the characteristics distribution patterns of this condition? Cái kiểu patterns là cái kiểu mà phân bố distribution điển hình characteristic trong điều kiện trong cái này là như thế nào? Thì the virus remains latent. Latent có nghĩa là nó ngầm, nó không có lộ ra. Trước đây chúng ta có chữ là insidious. Yes. Cái chữ này rất là nó là ngầm, nhưng mà nó ngầm mà nó có nguy hiểm thì gọi là insidious. Còn latent đó thì nó không có nói lên cái mức độ nguy hiểm, nó chỉ nói là nó ngầm ở đó thôi. Có khi nhiều khi người ta thay cái chữ latent bằng chữ dormant. Tức là nó ngủ á. Cái con virus này nó ngủ ha, nó nằm ở đó thôi ha, nó nằm ở trong cái hạt phải không, ganglia của cái những cái dây thần kinh cảm giác. Tức là chúng ta biết dây thần kinh số 5 là năm là toàn bộ là dây thần kinh cảm giác, nhưng mà nó có cái hạt của dây thần kinh số 5 thì nó nằm ở đó ha. Sau khi mà nó nhiễm nguyên phát, nhiễm lần đầu tiên, thì chúng ta biết rồi, cái nhiễm nguyên phát đầu tiên của con này nó là cái bệnh thủy đậu phải không, cái bệnh chicken pox đó. Thì cái bệnh này á, sau khi là nó hết rồi đó, có con này nó không có mất mà nó vô trong cái hạch mà dây thần kinh số 5 nó hay vô trong hạch của tất cả dây thần kinh, xin lỗi, chứ không phải là chỉ riêng vì dây thần kinh số 5, một cái hạch cảm giác của bất kỳ cái thần kinh nào dọc theo cái cột sống và thần kinh sọ thì nó nằm ở đó. Tại mấy em biết là cái này là dây thần kinh số 5, chứ mà nó nằm trong cái dây thần kinh thị giác thì là cái nguy cơ nó về sau là có thể bị mù phải không. Đây là dây thần kinh số 5, hoặc là nó nằm ở trong cái hạt mà dọc theo cuộc sống thì nó sẽ trổ ra cái vùng mà cái dây thần kinh nó phụ trách. Thì đầu tiên là cái điều kiện đầu tiên là cái người đó phải có cái nhiễm thủy đậu trước. Rồi sau khi hết cái bệnh thủy đậu này thì con đó nó nằm ngủ trong đó. Tới khi mà reactivation, tới khi mà nó có một cái activation là kích hoạt trở lại lần nữa, thì usually under conditions such as stress, high stress or immunosuppression, thì thường thường được kích hoạt trở lại. Trong cái điều kiện thường nó là bởi vì cái stress, có một cái áp lực hay những cái stress cao quá, hoặc là cái người đó bị cái immunosuppression, tức là người đó bị ức chế về miễn dịch. Thì ức chế về miễn dịch thì có thể có những cái bệnh ha, có nhiều bệnh để gây ra ức chế miễn dịch, mà thông thường nhất là thí dụ như là ức chế miễn dịch do mình gây ra, tức là hóa trị phải không, hóa trị mình điều trị ung thư cho một người đó, người nào đó thì người đó sẽ bị ức chế miễn dịch, hoặc là mình dùng cái chất trị ung thư nhưng mà trị những bệnh khác thì cũng có thể trị ra ức chế miễn dịch. Thì những cái này nó nằm ngủ cho tới khi nó sẽ thức dậy ha, trong những cái điều kiện như thế. Thì ở đây tôi chỉ muốn nói là cái chữ variant này ha, để mà chúng ta sẽ nói thêm cái chỗ đó như thế nào. Virus là cái con siêu vi phải không, hay là gọi là virus theo tiếng Việt mình nói. Như thế thì virus và variant khác nhau chỗ nào? Thì theo định nghĩa thì khi mà em bây giờ lúc hiện nay chúng ta thấy cái chụp hình cái con virus corona ha, cái hình rồi thấy cái chùm những cái chân của nó, hay gọi là spikes, những cái nhọn của nó nhô ra ha. Thì cái hình đó bản chất nó không phải là virus mà nó là variant. Tức là variant là có nghĩa là gì? Variant là cái con virus mà nó nằm ngoài tế bào thì chúng ta gọi là variant. Tại vì
con đó nằm ngoài tế bào, nó phải được bảo vệ bằng cái lớp protein chung quanh cái DNA, RNA của nó. Thì cái đó đó chúng ta gọi là variant. Và khi mà cái variant này, cái chân của nó đưa vào cái màng tế bào rồi nó tiêm cái tín hiệu di truyền của nó vào, ví dụ RNA hay DNA vào trong tế bào để nó sản xuất, thì lúc đó chúng ta có thể định nghĩa nó là virus. Nhưng mà nói chung thì hai cái thuật ngữ này nó nhòe với nhau ha. Nhưng mà người ta muốn nói lên là variant là cái hình thức vật lý của con virus mà nó nằm ngoài tế bào, thì chúng ta gọi là variant. Variants are transported to the dermatome innervated. Cái variant, những cái con virus này nó sẽ di chuyển tới cái dermatome ha, cái khu dùng da phân chia đó ha, và cái dùng da innervated có từ chữ nerve ha, nerve là cái dây thần kinh, thì innerve có nghĩa là cái dây thần kinh nó chui, nó đi vào ha, nó phụ trách cái vùng nào đó thì gọi là inner ha, mà innervated là cái vùng dermatome đó được cái dây thần kinh nó phụ trách, phải không? By this sensory nerve using axonal transport mechanism, dùng cái cơ chế mechanism là cơ chế, phải không, mà di chuyển, không, và axonal là theo trục, trục này là trục của thần kinh, phải không, trục của dây thần kinh. Chúng ta biết rồi, cái tế bào thần kinh nó có cái thân và cái trục ha, thì cái con variant này nó sẽ di chuyển theo cái trục của cái tế bào thần kinh đó. Therefore, the characteristic shingle rash is always confined to a dermatome and does not cross the midline. Mình bôi vàng cái này. Cái mà cái đặc điểm điển hình nhất mà cái rash, cái đỏ mà của cái zona này nè, thì lúc nào á nó cũng khu trú theo cái dermatome. Đó là cái đặc điểm thứ nhất ha. Và thứ hai á là nó không có đi qua cái phía bên kia, không có băng qua cái đường giữa đó, tức là nó chỉ ở một bên thôi và nó khu trú theo cái dermatome. Nó là cái đặc điểm của bệnh zona. Figure 342 là cái hình mà đầu tiên á. Not that crash, that rash occurs along the distribution of B1 on the left side of the face. Cái hình đầu tiên á thì cho ta thấy là cái rash đó nó chỉ nằm ở cái phía bên trái của mặt, mà nó nằm trong cái vùng V1, tức là cái vùng trán và vùng hố mặt trên. What are the likely findings on histologic examination of these vesicles? Ở đây là chữ vesicle đây. Vesicle nó là cái blisters. Nó trở lại. Nên dùng là chữ blister sẽ dễ hiểu nhất. Khi nào mà cái mà blister nó nhỏ, người ta định nghĩa là blister nó nhỏ khoảng gì? Có thể 3 hay 5 tôi không nhớ ha, milimet á, thì cái đó tôi gọi là vesicle. Còn nó bự hơn thì chúng ta gọi là bullet. A chance, cái kiểu này phát âm rất là khó, tôi cũng không biết phát âm như thế nào, cũng biết ít khi nào nghe nói nha. Smear tức là cái phết á, cái phết mà để mà mình coi đó. It's a historical essay nha, nó là về giải phẫu bệnh lý. That may demonstrate multinucleate giant cell. Nó sẽ trình bày, nó sẽ demonstrate, nó trình cho chúng ta ra là cho chúng ta ha, là có những cái tế bào khổng lồ, mà tế bào khổng lồ đó nó có nhiều cái nhân trong đó ha. Cái nghĩa của nó là gì? Sắp tới mình tôi sẽ show một cái hình cho mấy em xem. Which are typical for infection with varicella and herpes simplex virus. Đó lại lần nữa, cái gen smear này ha, cái gen smear là làm cái phết kiểu gen này đó, để mà thấy những cái tế bào khổng lồ mà có nhiều nhân, là không, nó là điển hình, nhưng mà điển hình này
là không chỉ cho cái bệnh thủy đậu varicella mà còn là cái bệnh mà herpes simplex nữa, cái con herpes simplex nữa. Hai cái con này đều có cái hình như vậy ta. This test is rarely là ít khi mà dùng lắm, rarely used for diagnosis, ít khi dùng cho cái chẩn đoán. Having been superseded, nó đã thay thế. Superseded, super là bên trên không, cao hơn, đó là super. Seeded, seed này có nghĩa là cái từ chữ tiếng Anh cổ, seeded này nghĩa là từ tiếng Anh cổ là seat, là ngồi đó. Tức là cái này nó được ngồi cao hơn, tức có nghĩa là một cái thằng khác đã thế, đã được thế bằng by more specific molecular test, thế bằng những cái xét nghiệm phân tử phải không? Such as polymerase chain reaction. Một lần nữa chúng ta lại gặp được cái chữ này lần nữa phải không? Nó là hôm trước mình học rồi, nó là PCR test. Nó là cái test mà thời thượng ha, cái test mà chính xác nhất và hiện đại nhất mà hiện nay y khoa của chúng ta đang làm, đúng không? Ha, thì không, cái PCR này không những là test cho cái coronavirus ha, mà test cho tất cả các loại virus ha, PCR test. Trong trường hợp nó là con virus là DNA, phải không? Còn trong trường hợp mà con virus đó là RNA thì lúc đó chúng ta có cái test là RT-PCR, phải không? RT-PCR, đó là test cho RNA. Or direct antibody immunoassay. Lần nữa, chúng ta sẽ gặp trở lại cái chữ này nữa. Nó là cái xét nghiệm thông thường nhất. Nó có nhiều loại xét nghiệm, nhưng mà thông thường nhất nó là cái xét nghiệm ELISA. Hoặc là anh lấy xét nghiệm là anh lấy nhìn thấy hẳn cái con virus đó hay con vi trùng đó ha, là bằng xét nghiệm PCR. Hoặc là anh nhìn gián tiếp, nhưng mà gián tiếp đó là qua cái xét nghiệm về kháng thể trực tiếp, tức là người ta nhìn được trực tiếp cái kháng thể đó bằng cái chất nhuộm, nhưng mà cái kháng thể đó nó chỉ là cái hình ảnh gián tiếp của con vi khuẩn ha, mấy em thấy như vậy. Người đại khái là nó là hai cái xét nghiệm mà thay thế tất cả những cái xét nghiệm vi thể bằng kính hiển vi ha, là hai xét nghiệm này. Như là chúng ta đã bàn bài học hôm trước. Further, shingles is more of a clinical diagnosis as a classic rash and symptoms of hypersensitivity and pain is enough to provide a diagnosis of treatment. Nó nói là không chẳng cần cái phớt của chance, mà cũng không cần dùng cái xét nghiệm PCR vừa đắt tiền mà vừa không cần thiết, hoặc là cái xét nghiệm mà về miễn dịch học kháng thể, chẳng cần mấy cái xét nghiệm đó mà chỉ cần nhìn trên lâm sàng thôi là cũng đủ, enough, cũng đủ để mà chẩn đoán cũng như điều trị. Thì cái dấu hiệu lâm sàng đó nó là gì? Là cái một cái classic rash, cái một cái mẩn điển hình, những cái vết ban đỏ điển hình, và cái những cái triệu chứng, phải không? Triệu chứng về đau quá sức, cái đó không thì đã đủ chẩn đoán rồi, không cần các xét nghiệm gì cả. Đây là cái hình tôi lấy trên mạng thôi, thì cho thấy là cái smear này thì chúng ta có, đây là những tế bào thường phải không? Cái đây là những tế bào thường, thì đây là tế bào khổng lồ, mà trong tế bào khổng lồ này nó có những cái nhân lỗng nhổng trong đây, là nó là gọi là multi, có lẽ là nhiều, nucleate là nhân ha, nucleated tức là cái tính từ của cái chữ này thôi ha, mà giant tế bào khổng lồ mà nó có nhiều nhân.
What are the treatment for this condition? Thì điều trị cái này như thế nào? Thì thứ nhất là cái thuốc mà người ta dùng nhiều nhất nó là acyclovir. Acyclovir. Nhấn mạnh dần thứ hai, acyclovir. Thì nó giải thích ha, cái này cũng rắc rối lắm, cũng không cần biết cái chỗ mà thymidine kinase là làm gì cả. Chỉ mình biết là cái acyclovir này nó sẽ ức chế cái phân hóa tố polymerase, DNA polymerase của virus. Chúng ta cũng biết rồi, cái polymerase DNA tức là nó là một cái enzyme ha, để mà nó tạo cái sự tổng hợp DNA. Mà khi mà tạo sự tổng hợp DNA tức là nó tạo cái sự sinh sản của con virus này, thì cái thuốc acyclovir này nó ức chế cái sự sinh, ức chế cái enzyme đó, tức là nó ức chế sự sinh sản. Đại khái là ý nghĩa của nó là vậy. Thì tiếp theo nữa là có hai cái thuốc khác nữa, nó là valacyclovir. Valacyclovir cũng nhấn nhận cái cyclovir này, và famciclovir nhấn mạnh cũng dần như này ha. Cái tất cả những cái thằng này thuốc về chống virus là cứ clovir ha, cyclovir ha, cứ thấy mà cyclovir là mình biết là những cái thuốc chống virus have a similar mechanisms and longer half lives. Hai cái thuốc này thì nó cũng có cái cơ chế tương tự như vậy, nhưng mà nó cái half life nó dài hơn, cái thời gian mà tác dụng để còn phân nửa cái trị giá của cái thuốc á thì nó dài hơn. Ý nghĩa là gì? Tức là nó mình uống cách quản nhiều hơn. Mấy em cũng biết là acyclovir này, những tôi nhớ là những gì uống phải là 6 lần một ngày, mệt quá ha. Mà những cái thuốc mới này có thể là nó còn xuống khoảng chừng 3 lần hay 2 lần như thế nào đó ha. Tôi chưa bao giờ sử dụng cái thuốc này không biết, nhưng mà biết chắc chắn là acyclovir này nếu mà uống, không nói gì về truyền nha, nếu mà là uống thì là uống phải 6 lần một ngày, nhiều quá. These drugs target herpes viruses and may provide relief, speed recovery, and prevent post-sympathetic neuralgia. Những cái thuốc này thì nó nhắm vào những cái con virus herpes, tức là herpes viruses. Và có thể thôi nha, có thể cung cấp cái sự giảm relief là cho nó bớt đi, làm tăng tốc cái hồi phục của bệnh và ngăn ngừa cái này nè, chúng ta sẽ bàn nè, post-sympathetic neuralgia. Cái này là như nó, chúng ta phân tích về ngữ pháp trước rồi chúng ta sẽ nói về cái lâm sàng một chút xíu. Neuralgia có chữ neural, neural có nghĩa là thần kinh, algia có nghĩa là đau, phải không? Cái đau thần kinh. Mà cái đau thần kinh này nó xuất hiện là post, tức là sau khi đã bị cái bệnh herpes, post-herpetic neuralgia. Thì kiểu này mình thấy, mà cái này tại sao tôi muốn nhấn mạnh cái chữ mê này, không có chắc ăn. Tại vì thế nào? Cái bệnh này á, nó không đến nổi, nhưng mà cái khó chịu nhất của nó đó là sau khi mà nó phá hủy cái đường dây thần kinh mà nó trổ ra da rồi đó, là sau khi hết bệnh rồi là cái bệnh nhân đó tiếp tục đau, mà đau dữ dội, nó có thể tới vài ba tháng sau vẫn còn đau. Cái đó là cái khó chịu nhất của cái bệnh herpes này. Từ trường hợp là herpes này nó đi theo thần kinh thị giác thì có thể là mù, phải không? Nhưng mà đi theo những cái dermatome khác thì cái dư chứng của nó đó là cái khó chịu nhất. Thì cái thuốc này tốt nhất á, người ta nói là chỉ trị ha, chỉ phải lên dùng sớm để mà nó bớt đi, chứ mà nếu mà mình dùng trễ ha, sau khi mà những cái rash mà nó đóng mày rồi đó thì hoàn toàn không có tác dụng. Và cái sự đau đớn ha, dọc theo cái
cái dùng da đó đó vẫn tiếp tục. Do đó cái muốn nói ra đó là may provide thôi, tức là có thể thôi, không phải hoàn toàn, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải dùng sớm khi mà nó vừa phát hiện, chứ không thể nếu mà dùng trễ thì không có tác dụng gì cả. The drug doses for varicella, nếu cái liều thuốc mà dùng cho cái bệnh thủy đậu á thì substantially higher than cái herpes simplex virus, tức là khi trong cái bệnh mà thủy đậu, tức là do cái con varicella zoster virus á, thì cái liều nó dùng đó phải rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều trong trường hợp dùng cái trị liệu cho cái herpes simplex. Substantial tức là có trọng lượng rất nặng, rất nhiều, cái nghĩa của nó là đã cao hơn, mà cao hơn rất nhiều thì là substantially higher. Ở đây ngừng lại một chút xíu để mấy em đã thấy là cái đúng ra cái bệnh thủy đậu của mình thì ít khi mình trị, không biết bây giờ Việt Nam như thế nào, chứ mình đây chủ yếu là chúng ta chủng ngừa ha, để trị cái đó hơn là mình trị chủ yếu. Và cái herpes simplex virus này thì bây giờ nó có những cái thuốc mới với hình dạng là thoa trên môi thì nó sẽ ngăn ngừa cái này. Primary infection with varicella and zoster can be prevented by vaccination. Chỗ này cái có thể mà hay nhất là cái ngừa, chủng ngừa. A zoster vaccine is available for elderly population. Chúng ta sẽ nói trong cái những slide tới đây. Trước khi nói về cái vaccination, thì nói về thuật ngữ, tôi đưa ra bốn cái thuật ngữ này để mấy em nhớ và để không đưa lẫn lộn với nhau ha. Rất là lẫn lộn. Cái thứ nhất là varicella. Nó là gì? Nó là cái bệnh thủy đậu không? Tức là nó gọi là chicken pox. Thông thường gọi là chicken pox. Cái thứ hai là variola. Nó là cái bệnh đậu mùa, tức là smallpox. Rất may mắn là cái bệnh đậu mùa này là nó đã biến mất trên toàn thế giới. Tôi nghĩ là năm 1980 là cái năm mà tôi ra trường thì có cái tin đó, là trên toàn thế giới không còn bệnh đậu mùa nữa. Tuy nhiên cái con virus đậu mùa, cái con variola virus này vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm của nhiều nước trên thế giới. Chỉ cần nó xảy ra thôi, nó thải ra rồi thì có thể là giết chết, có thể giết chết rất nhiều người, giống như mình nói hiện giờ mình đương chịu cái con corona. Do đó cái smallpox này hoàn toàn hết hẳn trên thế giới, và Tổ chức Y tế Thế giới cũng treo giải thưởng luôn. Nếu mà ai phát hiện được cái con phát hiện được cái bệnh mà đậu mùa này, smallpox này thì họ treo giải thưởng, tức là họ là một cái thành công lớn nhất về miễn dịch học của loài người, phải không? Nhưng mà phải chú ý là nó còn nằm ở trong các phòng thí nghiệm. Cái thứ ba là rubiola. Rubiola nó là tên chúng tên thông thường nó là measles, phải không? Measles. Nó là bệnh sởi. Và cuối cùng là rubella. Nó là German measles, là bệnh sởi Đức. Tôi cũng không biết bên Việt Nam mình có cái German measles này hay không. Nhưng mà bên đây nó có nhiều, do đó nó mới có cái vaccine, nó có cái thuốc chủng ngừa, nó là MMR. M ở đây là cái con measles, tức là rubella này. Cái M thứ hai nó là cái bệnh quai bị, và cái R này là cái con rubella này, hiểu không?
Thì bên đây là trẻ em ha, trẻ sơ sinh vừa ra khoảng bao nhiêu tháng đó thì lúc nào cũng phải tiến hành cái MMR này nữa, chích 3 lần như thế. Rồi sau đó khoảng 10 năm chích lại một lần nữa, cứ 10 năm chích một lần nữa. Đó là cái vaccine mà cho cái con rubiola và rubella và cái con quay bị. Thì như vậy, vì thuật ngữ mà nói là những cái con này nó hơi giống giống nhau phải không? Do đó may quá trong bây giờ người ta không có dùng những cái chữ Latin như vậy, mà người ta nói là chicken pox, small pox, measles hoặc là German measles, dễ cho mình nhiều hơn ha. Chứ mà cứ tối ngày mà cứ leo la hoài thì chắc chết, mình không có thể nhớ nổi. Thì bây giờ trở lại lần nữa, tại vì vấn đề này kiến thức chúng ta cần biết, tại vì hiện giờ là thế giới đang rush, đang chạy đua, chạy thiệt nhanh để tìm cái vaccine cho cái con corona, thì chúng ta cũng nên biết kiến thức cơ bản về những cái vaccine này. Thì what are the advantages of a live attenuated vaccine? Cái lợi thế nào của cái vaccine, mà nó là loại sống mà nó được kìm hãm xuống. Ở đây người ta giải thích cho mình đây nè. Three general types of vaccination are available. Có ba loại hiện nay về chủng ngừa, về tiêm ngừa. Đó là một là live attenuated, hai là cure, ba là passive. Thì đây nó giải thích. Thứ nhất là passive vaccination, tức là miễn dịch thụ động. It's the transfer of antibodies and it's limited by antibody half-life in the bloodstream. Nghe cũng biết rồi, miễn dịch thụ động tức là mình lấy cái kháng thể từ cái người mà bị bệnh, cái người bị bệnh họ sản xuất ra kháng thể, thì mình lấy cái kháng thể đó thành dưới hình thức huyết thanh hoặc huyết tương để mình tiêm vào cái người khác để phòng ngừa, thì gọi là passive vaccination. Thì passive vaccination này nó có cái dở là gì? Là nó khi mà mình lấy ra đó, chưa chắc gì cái đó đã đủ, cái liều lượng đủ để trị cái người người mà mình tiêm cái kháng thể đó vào. Thứ hai nữa, cái kháng thể này nó hết mất rất nhanh. Tại vì nó là cái thụ động, tức là kháng thể do người khác, do cơ thể người khác tạo, chứ không phải do mình tạo. Do đó nó vào trong máu của mình thì một khoảng thời gian thì nó mất. Thì do đó cái dở của cái miễn dịch thụ động là cái chỗ đó, tức là có đủ số lượng cho mình hay không. Thứ hai nữa, cái số lượng nó sẽ mất dần trong cơ thể của mình. Nhưng mà nó có cái hay là gì? Nó có liền. Nhiều khi mà mình cần thì có liền. Thì hiện nay á, người ta để mà làm cho tốt cái vấn đề này á, thì nó có kỹ thuật là monoclonal. Hay là polyclonal, mono là một cái kháng thể đơn dòng, monoclonal antibodies, hoặc là polyclonal antibodies là kháng thể đa dòng. Tức là người ta dùng cái kỹ thuật này, mà chúng mấy em cũng biết là mấy cái thuốc hiện giờ đã có những cái thuốc từ kháng thể đơn dòng này phải không? Rất nhiều thuốc trị ung thư là nó là phát xuất từ kháng thể đơn dòng. Thì người ta dùng cái kỹ thuật này, người ta nhân lên cái kháng thể thụ động này, thì thay vì có một số lượng rất thấp thì người ta dùng kỹ thuật này, người ta tăng nó lên, sản xuất nó ra nhiều hơn. Đó là mấy cái kỹ thuật mà người ta đang nghiên cứu. Cái vaccine loại thứ hai đó là acute vaccine, tức là cái vaccine mà bị chết rồi, can stimulate only a humoral response. Cái loại mà vaccine mình lấy cái con virus đó, mình giết chết nó đi, nó giết chết thì nó không còn sống nữa, nhưng mà cái protein của nó vẫn còn nằm đó, thì cái protein đó là một cái kích thích, khi tiêm vào trong cơ thể mình nó là một kích thích để cơ thể mình sản xuất kháng thể. Thì cái kích thích đó nó là chỉ là humoral thôi, tức là cái phản ứng về thể dịch thôi, phải không? Cái nghĩa của nó là vậy. Tại chúng ta cũng biết là nó có hai cái phản ứng về miễn dịch học,
Một là phản ứng thể dịch là humoral, và thứ hai nữa là phản ứng về tế bào, nhưng chúng ta sẽ nói sao là cell response. Thì cái loại mà vaccine mà bị giết rồi đó, con này bị giết rồi đó, nên nó chỉ kích thích được cái phản ứng thể dịch thôi. As the virus cannot replicate within the cell, con này nó chết rồi thì nó không có, nó không có sinh sản không, do đó nó chỉ là cái protein thôi. Therefore, no viral proteins can be displayed on major histocompatibility complex receptor. Cái này rắc rối không cần biết lắm, nhưng mà đại khái là nó những cái protein của con virus thì chỉ nhận được bằng các thụ thể phức tạp mà nó có compatibility là tương ứng về môn, rắc rối lắm. Nhưng mà đại khái là nó chỉ còn là cái protein thôi, chứ nó không phải là cái con virus sống. Mà con virus sống đó thì nó mới sinh ra nó nhiều protein khác, còn cái này thì nó có tác dụng cũng tương đối không tốt lắm. Và cuối cùng do đó người ta đưa tới một cái luận là cuối cùng, mà cái cuốn sách này là xưa rồi phải không, mình sẽ nói thêm nữa, nhưng mà kết luận cuối cùng đó là cái vaccine mà con virus sống mà bị làm cho nó yếu đi, attenuated, nó sống thật nhưng mà nó yếu đi để nó đừng có làm cái gì lộn xộn khi mà mình tiêm vào, thì stimulates both arms of immune system, thì nó kích thích cả hai hệ thống miễn dịch, nó là humoral như hồi nãy nói là thể dịch và cái cell mediated. Thì chúng ta cũng biết rồi, những cái bào T cell gì đó, T cell và vân vân, giờ tôi cũng nhớ lắm, nhưng mà nó sẽ phản, nó kích thích cả hai cái con đường của miễn dịch, đúng không? Đó là thể dịch và miễn dịch tế bào. As it leads to limited viral replication, nhờ nó kích thích như vậy, hai cái phản ứng gì đó, thì cái con virus này mặc dù nó sống thật nhưng mà nó khó lòng mà nó nhân đôi ra, nó sinh sản ra. Live attenuated vaccines should be avoided in pregnancy. Nhưng mà mặc dù nó hay như vậy, nhưng mà người ta cũng nói là nên tránh trong trường hợp có mang. As the only humoral arm of the mother's immune system can protect. Bởi vì lý do gì sao? Tại vì trong cái người có mang thì chỉ có cái hệ thống miễn dịch mà dịch thể của người mẹ mới ngăn cản được cái chuyện mà đi băng qua thai tòa không của thai nhi. Còn cái miễn dịch mà tế bào không có thì cái đó cũng mình thấy cũng nghĩ cũng đơn giản rồi, tại vì máu của người mẹ mà qua người con thì phải băng qua cái placenta, phải băng qua cái thai tòa, bạn phải băng qua cái nhau, mà băng qua cái nhau này đó thì chỉ là về cái chất thôi, về thể dịch, những cái protein nhỏ mới băng qua được thôi, chứ cái tế bào không băng qua được. Do lý do như vậy, trong trường hợp này thì cái con mà cái vaccine mà của virus sống này đó thì không nên dùng cho cái người có thai, tại vì nó mất hết một cái phản ứng là phản ứng miễn dịch tế bào rồi nhé, chỉ còn cái phản ứng dịch thể thôi. Ý nghĩa của cái câu là vậy. Cuối cùng, đây là cái nó liệt kê ra cái trong cuốn sách cũng vậy ha, nó liệt kê ra những cái bảng là vaccine mà virus sống attenuated hoặc là vaccine mà bị giết chết. Cái này là tại vì cuốn sách này là cuốn sách học để thi USMLE, nó phải đề ra như vậy để cho cái người đi thi họ nhớ cái nào là virus sống, cái vaccine xin lỗi, cái nào là vaccine sống và cái nào là vaccine chết. Do đó người ta đề ra cái bảng này. Trước khi nói về cái bảng này thì có cái đoạn cuối cùng nè, cái chữ cuối cùng là tôi muốn nhắc mấy em ha. Đó là ngày xưa người ta còn nói về cái virus sống, virus chết, nhưng mà cái
trào lưu về vaccine hiện nay á, thì người ta dùng là recombinant vaccine. Recombinant vaccine có nghĩa là gì? Đây đây bây giờ là kỹ thuật về sinh học phân tử rồi. Người ta không có dùng những cái thứ mà cổ điển như là những cái xác tế bào, xác con virus, hoặc là làm con virus nó yếu đi ha, mà người ta tổng hợp ha, recombinant tức là người ta tổng hợp ha, những cái đoạn protein nào để mà gây ra cái phản ứng miễn dịch cho chúng ta ha. Do đó chúng ta loại hẳn cái con virus ha, mà chúng ta chỉ lấy những cái protein của con virus đó nè, đó để mà làm cái vaccine. Thì hiện nay cái tất cả các vaccine mà được chế tạo hiện nay của chúng ta đối với cái con virus corona này đó, hầu hết là đi theo cái kỹ thuật này, kỹ thuật tiến bộ nhất, chứ không còn cái kỹ thuật mà con virus chết hay con virus sống cả. Nhưng mà dù sao cái bài học này cho chúng ta thấy gì là nó là bài học, do đó người ta liệt kê ra thì cái con virus sống nó là cái con smallpox này không, tức là bệnh đậu mùa mất tiêu rồi, yellow fever may quá bên Việt Nam mình không có, cái này nó ở bên Phi Châu và ở bên Nam Mỹ thôi. Cái varicella zoster nè, hiện giờ là cái con này thì đó, cái con varicella zoster này hồi xưa là nói là cái vaccine này cho cái thủy đậu, nhưng mà bây giờ nó tách ra làm hai, một cái vaccine cho thủy đậu khác, còn một cái vaccine cho cái bệnh zona khác. Bây giờ nó là thành hai cái vaccine khác nhau, mặc dù là cùng một con virus nhưng mà chế ra hai cái loại vaccine khác nhau và thích hợp cho từng cái bệnh, chứ không còn là chỉ là thủy đậu không. Rồi cái Sabin polio, tức là bệnh sốt bại liệt không? Polio là sốt bại liệt, mà Sabin là của cái kỹ thuật Sabin của ông sinh. Để phân biệt khác nữa là cái polio mà của ông Salk. Chúng ta biết là cái có hai loại vaccine về về bệnh bại liệt nha. Một loại đó là Sabin là con vaccine sống, còn một loại nữa là Salk là con vaccine chết. Thì Sabin cái vaccine mà bại liệt á, sống đó là cái loại mà mình uống á, cho trẻ em uống nó là loại sống, còn cái loại chích nó là cái Salk, là cái hai cái chiều hướng khác nhau. MMR giống như hồi nãy tôi nói rồi, MR là measles sởi, mumps là quai bị, và R là rubella tức là sởi Đức, German measles. Còn loại chết thì có rabies là bệnh dại, influenza là bệnh cúm, và hepatitis A, đó là những cái thứ khác nhau. Và người ta mới đặt ra cái chữ này để mình nhớ cái con nào chết, đó là rips away. Cái này chúng ta gọi trong tiếng Anh nó gọi là mnemonic, tức là cái thần chú, mình dịch là thần chú. Không nhớ nổi, mình làm sao mình trong tiếng Anh mình nhiều khi mình có nhiều thứ quá mình không nhớ nổi. Do đó mình muốn nhớ một cái nhóm nào đó thì mình có cái câu thần chú mình đọc lên thì mình nhớ. Thì trong trường hợp này là rip away. Rip đó là R là rabies, I là influenza, P là polio shock, và always chữ A là F A, đại khái vậy để cho mình nhớ. Đó là một cái kỹ thuật để nhớ trong y khoa và để nhớ trong thị thực. Ok, thì đó là ngày chấm dứt ngày hôm nay. Tôi sẽ rồi. Hay quá, bữa nay hay quá, đúng y chang nửa tiếng đồng hồ. Rồi, các em có gì thắc mắc không? Không có ha, as usual, không ai thắc mắc hết trơn. Thôi, thì vậy cũng gần nữa, nếu em nào có thắc mắc thì cứ post trên Facebook nhóm chúng ta ha, để mà học thêm. Còn như vậy thì bữa nay chắc là tới giờ tôi cũng đi ăn sáng rồi, đói bụng quá sức. Ok. Bye với em, hẹn dịp khác. Ok, bye.
Em cảm ơn thầy ạ. Bye em. Ok.